Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2022. Ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung trọng tâm. Tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chỉ thị số 11 và quyết định 2838 của Thành ủy gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12. Kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Để cụ thể hóa các nội dung trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành hướng dẫn bảng điểm thi đua với từng tiêu chí lĩnh vực cụ thể, làm cơ sở để các quận huyện, phường xã triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Trên cơ sở bám sát chủ đề hoạt động công tác mặt trận năm 2022, đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả.